suốt ngày anh lôi em ra công viên thế? Sao không được đến trung tâm thương mại hay cà phê cho sang trọng? Ô kìa, thế em không thấy là công viên phong cảnh hữu tình như này à? Ra trung tâm thương mại làm gì cho nó đông người, rồi ra cà phê làm gì cho nó bí bách chứ? Làm sao mà mình tâm sự được? Không ga lăng thì nói ra một câu. Anh đã hứa với em là anh sẽ thay đổi, sẽ thành một con người ga lăng, tinh tế. Em nói cái gì nói cho đúng thì thôi nhé. Mà em ơi, hôm nay công nhận trời nắng mà sao lạnh thế nhỉ? Công nhận anh ạ, nãy giờ em ngồi lạnh buốt hết cả người. Mà em lại không mang áo khoác gì. Em không mang nhưng mà anh mang. Con người ga lăng nó phải khác. Đợi anh tí anh lấy áo khoác nhé. Tự nhiên hôm nay lại ga lăng thế, tinh tế thế nhỉ? Ui giời, mặc cái áo dưới bed gót này phát mà ấm hết cả người em ạ. Áo này là 100% là vải dạ cao cấp nhá. Trên thị trường mấy cái áo dạ như này á là gần một củ đấy chứ không phải đơn giản đâu. Mà tới đây là có chương trình siêu sale ngày 11 tháng 11 ấy. Anh phải tranh thủ làm vài cái nữa để mặc thay đổi cho người ta nghĩ mình giàu. Mà em đỡ lạnh chưa? Em có mắt à? Em có cái gì khoác lên người đâu mà đỡ lạnh? Sao lại không có gì? Anh là anh chuẩn bị luôn cho cả em rồi đấy, đợi tí. Thôi thì ga lăng muộn tí cũng được. Đấy, ấm chưa, ấm chưa, đỡ lạnh chưa? Đỡ cái gì mà đỡ, mà em khát nước lắm rồi đấy. Anh có cho em đi uống nước không? Khát nước thì có nước, anh chuẩn bị hết rồi, cần gì phải đi đâu. Đây. Anh ơi, cái nước này nó có mùi gì ấy anh ạ? À? À, cái nước này là nước giếng khoan nhà anh đấy. Sao em lại phụt hết ra, phí. Anh không đầu tư nổi cho em chai nước khoáng à? Nước khoáng cái chi? Anh nói cho em nghe nhá, cái nước giếng khoan này là cả làng cả họ nhà anh dùng có vấn đề gì đâu. Ba đời nhà anh dùng có vấn đề gì đâu. Thỉnh thoảng nó có tí mùi hay là nó có tí cái con long quăng, con bọ gậy. Vấn đề gì đâu mà cái gì đúng thì thôi, tiết kiệm như cái nước này là nước truyền thống nhà anh đấy. Vâng, em xin gửi lại anh cái chai nước truyền thống. Anh uống cho hết đi mà cảm thấy không hết thì nhảy xuống hồ kia mà uống kìa. Em xin phép em về. À, thế để anh chở em về. Thôi, không cần. Không hẹn gặp lại anh luôn. Ở này em ơi, có về thì đi bộ chứ đừng có bắt xe nhá, tốn tiền.